chương trình an sinh xã hội hôm nay có những nội dung sau: phóng sự nâng cao chất lượng cơ sở vật chất cho trường học vùng sâu, giải đáp chính sách an sinh xã hội trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Giống như nhiều địa bàn miền núi của cả nước, phát triển giáo dục ở miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế gặp nhiều khó khăn về cả đầu tư cơ sở vật chất lẫn nguồn nhân lực. Đây là một trong những lớp học của trường trung học cơ sở A Roàng. Cuối năm 2015, trường mới chỉ có một giáo viên và hai nhân viên cư trú trên địa bàn xã. Người ở gần nhất cũng khoảng hơn 10 cây số, người ở xa chừng hơn 100 cây số. Chính bởi vậy, nhà công vụ là niềm mong mỏi của thầy cô giáo nơi đây. Đầu năm học 2015-2016, nhà công vụ của trường trung học cơ sở A Roàng được đầu tư và đưa vào sử dụng. Các thầy cô giáo ở xa đã không còn lo lắng về những vất vả thường ngày với quãng đường đi làm xa mười mấy cây số. Bớt đi áp lực phải vượt hơn chục cây số đường đèo, dốc nguy hiểm. Giờ đây, bữa trưa các thầy cô có thể tự nấu ăn tại trường. Những bữa ăn tập thể tuy nấu vội giữa hai buổi học nhưng luôn đầm ấm và sạch sẽ. Chính những yếu tố đó đã phần nào khích lệ tinh thần các thầy, cô giáo thêm động lực, giúp họ gắn bó và tâm huyết hơn với sự nghiệp giáo dục ở vùng sâu, vùng xa. Trước đây thì đa số cán bộ giáo viên nhà trường thì ngủ nghỉ thì phải dựa vào là xin nhà dân, rồi thậm chí là đi xa rất là nhiều để mà có cơ hội để mà nghỉ buổi trưa cũng như buổi tối. Nhưng là sau khi làm việc với huyện đấy thì được huyện đầu tư trên 400 triệu đồng xây nhà công vụ này để tạo điều kiện cho là cán bộ giáo viên được nghỉ qua tối cũng như nghỉ buổi trưa. Thì đây là một cái điểm rất là thuận tiện cho là cán bộ giáo viên nhà trường trong vấn đề là ăn và nghỉ. Và cũng rất là giáo viên rất là phấn khởi từ khi có nhà công vụ đó cho đến nay đó, thì giáo viên đa số cũng là rất yên tâm công tác, và đến nay thậm chí cũng có nhiều giáo viên cũng tâm huyết muốn là gắn bó với trường nhiều năm hơn nữa. Khi nhà công vụ được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng, giáo viên có chỗ để nghỉ ngơi, thuận tiện cho công việc giảng dạy trên lớp và có một không gian sinh hoạt hàng ngày. Ở đây thì cũng có những cái giáo viên là đang trong cái thời kỳ là sinh con, là mang bầu em bé mà đi cả ngày mà có cái chỗ mà nghỉ ngơi, cho nên khi có nhà công vụ thì chị em có được cái giường rồi là có cái chiếu chắn để mà ngủ thì nó cũng thoải mái hơn rất là nhiều. Buổi tối thì cả cô mà ở lại một mình thì học trò nó đã tự nguyện và đem sách vở tới và cùng học để mà cô là bày thêm kiến thức nữa. Giống như trường trung học cơ sở A Roàng, trường trung học cơ sở Nam Đông cũng gặp nhiều khó khăn về đầu tư cơ sở vật chất. Là một trong những ngôi trường có nhiều giáo viên từ miền đồng bằng, thành thị lên công tác. Có những người chuyển công tác theo chế độ điều động, nhưng cũng có những người đến với trường theo tinh thần tự nguyện và gắn bó lâu dài. Tuy có nhà công vụ, nhưng nhiều khu nhà ở đã bị xuống cấp. Không gian sinh sống chật hẹp, nhà ở dột nát, thậm chí nguồn nước sạch không đủ để sử dụng, khiến đời sống sinh hoạt của giáo viên gặp nhiều khó khăn, bất tiện. Mặc dù là cũng còn gặp một vài khó khăn, nhưng mà với tinh thần là yêu nghề, yêu trẻ và hết lòng hết sức vì tất cả các em học sinh, nên là chúng tôi cũng đã khắc phục dần dần được những cái khó khăn để mà yên tâm công tác. Còn đây là khu nhà công vụ gồm 7 phòng được đầu tư nhằm phục vụ cho giáo viên hai xã Hồng Hạ và Hương Nguyên ở huyện A Lưới. Tuy nhiên, do nằm ở địa điểm không thuận lợi, cách trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Hạ hơn 5 km và trường tiểu học Hương Nguyên lại không có nước, điện bị cắt nên đến giờ chỉ còn duy nhất cô giáo Hồ Thị Dịu trụ lại. Khi trước ở đông nhất là 7 người mà chứ là một chắc em ở, vì khi trước là có điện, có được có điện là mình bắt nhờ bên nhà dân, còn chứ bên nữa không cho nữa thì em mới chỉ là lên trên nữa ở hết rồi họ chuyển, còn chắc em ở lại. Em thì nhà xa của bơi phải chịu. Nhà công vụ thì để không, còn các thầy cô giáo trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hương Nguyên lại phải tá túc tại nhà dân ở gần trường. Thực tế cho thấy, với một xã miền núi như Hương Nguyên, nơi có mật độ dân số chưa đến 10 người trên 1 km vuông, mà nhà công vụ cách trường 7 đến 8 km, quả thực rất bất tiện. Cán bộ giáo viên của trường Hương Nguyên chọn cái chỗ tá túc ở đây là cái thứ nhất là ở một gần trường, cho nên cái việc công việc và đến khi mà phục vụ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày thì nó thuận tiện hơn. Còn mà
chọn cái nhà công vụ tại Hồng Hà thì cái đường quá xa mà phải qua ngọn đèo, thì cái việc mà đi lại cũng như là sinh hoạt cũng ảnh hưởng đến cái công việc dạy dỗ hàng ngày. Những buổi sinh hoạt đầm ấm, vui vẻ như thế này tại khu nhà công vụ của đội ngũ giáo viên trẻ trường Trung học phổ thông A Lưới càng cho thấy rõ hơn đời sống tinh thần có vai trò quan trọng, là yếu tố mang tính quyết định việc thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực trẻ đến với giáo dục vùng cao. So với 10 năm trước thì cơ sở vật chất bây giờ là rất là hoàn thiện, cho đó cũng là bản thân em cũng như là các thầy cô ở tập thể trường Trung học phổ thông A Lưới này thì nói chung là cũng rất là an tâm, vui vẻ. Ngoài việc là giảng dạy ra thì về sinh hoạt ở khu tập thể nói chung là cũng rất là hòa đồng, hòa thuận, thì cũng an tâm công tác, cố gắng sẽ đem hết tâm huyết tuổi trẻ của mình để cống hiến cho nền giáo dục huyện A Lưới nói chung và trường Trung học phổ thông A Lưới nói riêng. Những năm qua, vấn đề nhà công vụ cho giáo viên miền núi cũng đã được tỉnh Thừa Thiên Huế đầu tư đáng kể, tạo điều kiện cho giáo viên có nơi ăn, chốn ở, yên tâm công tác, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương. Để giữ chân những thầy giáo, cô giáo, động viên khuyến khích họ cống hiến cho sự nghiệp chồng người, cần có sự quan tâm, đầu tư hơn nữa, trong đó có vấn đề nhà công vụ. Có như vậy, chuyên môn của đội ngũ giáo viên mới đảm bảo, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chương trình An sinh xã hội đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Để giải đáp những thắc mắc của khán giả, hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay bà Phạm Thị Hải Hà, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để cùng trao đổi về vấn đề này. Xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin bà hãy cho biết khái niệm về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì bao gồm những nhóm nào ạ? Theo luật trẻ em năm 2016 đã được Quốc hội thông qua, thì tại điều 4 quy định về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là những trẻ em không đủ điều kiện để thực hiện những quyền như quyền được sống, quyền được học tập, quyền vui chơi giải trí, quyền được chăm sóc nuôi dưỡng hay quyền được bảo vệ và cần phải sự hỗ trợ can thiệp đặc biệt từ nhà nước, gia đình và xã hội để trẻ em được sống an toàn, hòa nhập gia đình và cộng đồng. Trong cái luật trẻ em ý, thì cũng tại cái điều 10 thì quy định là có 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ví dụ như là trẻ em mồ côi không cả cha cả mẹ, trẻ em không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, hay là trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em di cư, lánh nạn, tị nạn mà không có cha mẹ hoặc không có người chăm sóc đi kèm, hoặc là trẻ em bị phải bỏ học kiếm sống mà không hoàn thành cái bậc phổ thông trung học cơ sở, trẻ bị mua bán. Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì nhà nước ta hiện nay có những chính sách nào ạ, thưa bà? Nhà nước chúng ta cũng có rất nhiều những chính sách cho tất cả các nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Và hiện nay thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng đang xây dựng một cái nghị định hướng dẫn chi tiết chung các cái chính sách cho 14 nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt quy định theo cái luật trẻ em. Thế tuy nhiên, chúng ta cũng đã có những cái chính sách, ví dụ như là những chính sách về giáo dục dành cho cái nhóm đối tượng trẻ em khuyết tật, hay nhóm đối tượng trẻ em nhiễm HIV, hay là nhóm trẻ em mà bị mất nguồn nuôi dưỡng, sống trong các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thế, hoặc là những chính sách về bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em khuyết tật sống trong các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, được cái nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho những nhóm đối tượng trẻ em này. Và những trẻ em bị nhiễm HIV thì chúng ta có những cái chính sách, ví dụ như là hỗ trợ cho các cái thuốc kháng virus HIV, hoặc là những trẻ em mà bị bệnh tim bẩm sinh thì chúng ta có cái chương trình 55A của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho các em. Hỗ trong đó các chương trình này thì ngoài cái kinh phí phẫu thuật thì chúng ta hỗ trợ cả cái tiền đi lại cho các em hay là tiền ăn nghỉ trong cái thời gian các em làm điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh. Đó là những chính sách sức khỏe. Và đối với trẻ em có đặc biệt, chúng ta cũng có những chính sách như là hỗ trợ về tư vấn pháp lý hay là tư vấn tâm lý đối với trẻ em bị bạo lực hay bị xâm hại tình dục, thì chúng ta có những cái chế độ miễn phí cho những đối tượng này khi mà các em bị xâm hại, bị bạo lực cần phải hỗ trợ điều trị, trị liệu về tâm lý. Bên cạnh đó thì chúng ta có rất nhiều chính sách khác như chính sách về miễn giảm lệ phí vui chơi giải trí cho các em, hay là miễn giảm cái lệ phí chi phí đi lại cho trẻ em như trẻ em khuyết tật hay là các cái trẻ em mồ côi không nơi nương tựa.
Vâng, cảm ơn bà đã dành thời gian giải đáp cho khán giả của chương trình. Chúng tôi hy vọng rằng những giải đáp vừa rồi đã đáp ứng được mong đợi của quý khán giả. Chương trình An sinh xã hội xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.